Chào mừng các khán giả và các thầy cô đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với Phương Trâm chia sẻ là niềm vui. Xin chia sẻ cho các quý thầy cô là cái file Excel để lên lịch báo giảng một cách đơn giản và nhanh chóng bằng cách cú lép chuột. Hôm nay kênh Vũ Thi Hôm xin chia sẻ cho quý thầy cô một cái file Excel dùng để chúng ta lên lịch báo giảng một cách là nhanh chóng và đơn giản. Thì cái file Excel này bản thân tự làm và đang phát triển. Thì trong quá trình lên lịch báo giảng thì bản thân cảm thấy lên lịch rất là nhanh và chính xác, thì muốn chia sẻ cho quý thầy cô trong clip chia sẻ hôm nay. Thì đây chính là cái file Excel mình muốn chia sẻ cho quý thầy cô. Thì trong cái file Excel này thì nó sẽ có bốn cái sheet. Bốn sheet đó là tuần, sheet phân phối chương trình, sheet thời báo biểu và sheet lịch báo giảng. Đó thì rất là đơn giản như vậy. Thì cái sheet tuần thì chúng ta sẽ lên lịch báo giảng, chúng ta sẽ thông qua bốn bước này. Thì đầu tiên là các quý thầy cô sẽ nhấp vào sheet tuần này. Thì trong sheet tuần này thì mình đã làm sẵn cho quý thầy cô là 37 tuần. 37 tuần. Đó thì thứ hai là từ ngày. Từ ngày thì các quý thầy cô sẽ đánh cái từ thứ nhất này là từ bắt đầu vào học đó, thì mỗi trường cái thời gian học sẽ khác nhau. Thì cái ngày thứ hai đầu tuần. Đó, thứ hai đầu tuần quý thầy cô nhấp vào ở đây là ngày 13 tháng 9 2021, quý thầy cô đánh vào đây. Thì sẽ khi đánh vào cái ngày đầu tiên này thì từ thứ hai nó sẽ cập nhật với thầy cô cái ngày, ví dụ thứ hai là 20 tháng 9, đó, thứ ba là ngày 27 tháng 9 sẽ cập nhật với thầy cô đến tuần là 37 đó. Còn với thầy cô thì có tuần khác thì quý thầy cô làm tương tự, cần kéo xuống là chúng ta sẽ có được một cái tuần 38. Ở đây mình cho là 37 tuần rồi. Đó là cái sheet tuần thì quý thầy cô nhấp đúng cái ngày như vậy là xong. Rồi, cái sheet thứ hai là bước thứ hai. Thì để được lên lịch được báo giảng thì chúng ta phải có cái phân phối chương trình. Đó, thì phân phối chương trình này thì cái sheet phân phối chương trình này rất là dễ. Thứ nhất là mã môn. Rồi thứ hai là khối của thầy cô dạy. Cột thứ ba là tiết phân phối chương trình. Và cái cột thứ tư đó là tên bài dạy. Đó thì quý thầy cô có thể copy dán vào đây. Thì chỗ mã môn lưu ý là quý thầy cô là chúng ta sẽ có nhiều môn, thì mỗi môn quý thầy cô sẽ chọn một cái mã. Đó, ví dụ là khối 10 này mình dạy vật lý 10 nè, thì mình ký hiệu là VL1. VL1 là vật lý 1, tiết 1 là mã môn đó. Thì bên đây phân phối chương trình là tiết 1 và tên bài dạy là đây. Quý thầy cô copy mình tờ giáo vào đây là xong. Đó thì chính là cái môn thứ nhất, đó là môn vật lý 10 nè, mình ký hiệu là như vậy. Rồi mình đã chuẩn bị kéo xuống đây thì mình làm được mình lục được là 30 tiết. Thì quý thầy cô có thể là chỉnh sửa lại và chúng ta làm thêm. Nếu chúng ta đánh không được 1 năm thì chúng ta có thể là làm từng tuần. Rồi, thì là đây là chính là mình làm VL là 30 nè, cho đến là tiết 30 nè. Đó, thì copy dán vào đây là xong, rất là đơn giản. Rồi, cái môn thứ hai, ví dụ là có môn tự chọn nè. Đó, môn thứ hai là môn tự chọn 10 nè. Đó, thì mình ký hiệu TC1. Và bên đây là phân phối chương trình là tiết 1. Và tên bài dạy là bài tập 1. Đó, và quý thầy cô sẽ tự... Thì quý thầy cô có bao nhiêu tiết tự chọn đó, quý thầy cô có thể là... chuẩn bị, ví dụ đây mình chuẩn bị cho đồng bào thầy cô là 18 tiết tự chọn, thì tiết có chỉ là 18, tức bài tập 18. Đó là môn thứ hai. Rồi mình khối 11 mình dạy là vật lý 11 nữa, nên mình ký hiệu là chữ LV cho nó khác cái đầu đi. Đây là VL1 ha. Thì dưới này là khối 11 thì mình đặt tên ngược lại để chút xíu mình nhập nó không bị lỗi, không nhập trùng nó sẽ bị lỗi. Thì LV1 đó chính là vật lý khối 11, mình dạy khối 11 nè. Đó. Thì mình chuẩn bị là mình làm được 23 tiết. Đó. Rồi trong vật lý 11 thì chúng ta có tự chọn, chúng ta nhập vào đây. Đó. Đó, nhập cái mã môn này. Rồi phân phối chương trình và tên. Rồi tiếp theo, ví dụ là mình có hướng nghiệp đó. Thì mình đánh chữ là HN1, hướng nghiệp 2, HN2, HN3. Đó, tiếp phân phối chương trình như thế này. Đó chính là cái phân phối chương trình thì các quý thầy cô dạy bao nhiêu môn thì quý thầy cô cứ nhập là bấy nhiêu môn vào cái cột này là ok. Đó. Để chúng ta gọi ra. Đây là. Rồi đó chính là cái sheet phân phối chương trình của thầy cô. Rất là đơn giản như thế này. Rồi, để nhập được cái lịch báo giảng thì cái sheet thứ ba đó là sheet thời báo biểu. Cái sheet thời báo biểu đây. Đây là cái sheet thời báo biểu này. Thì các quý thầy cô khỏi phải đánh vào. Quý thầy cô có thể copy. Rất đơn giản là quý thầy cô copy từ cái lịch hai từ thời báo biểu của bộ chuyên môn gửi cho quý thầy cô. Đó, bộ phận chuyên môn là gửi cho quý thầy cô. Đó. Vậy thì ở đây các quý thầy cô, nhiệm vụ của thầy cô đơn giản là cần copy
là thứ hai đến thứ bảy, từ tiết 1 cho đến tiết 5, sáng chiều luôn. Đơn giản như vậy. Thì cô copy quét từ cuộc thứ hai cho đến thứ bảy này, thì cô copy đó, sau đó chúng ta lên chỗ lịch đối giảng này, chúng ta dán vô chỗ thảo biểu này đó, cái quét chung này và dán vô là xong. Như vậy thì khi mà dán vô thì cô chú thầy cô qua cái xích cuối cùng là xích lịch báo giảng này đó, thì sẽ cập nhật cho quý thầy cô là cái gì đây, cái thứ nè, buổi nè và lớp cho quý thầy cô luôn, quý thầy cô khỏi phải đánh gì cả đó. Cái file Excel này quý thầy cô chỉ cần là copy dán và chỉ cần là viết chọn thôi, nên rất là mau, rất là nhanh chóng và độ chính xác rất là cao. Rồi thì đây nó có dấu trừ thì do là cái thời bút biểu mình của phần chuyên môn sắp là có tiết vật lý nè, nên mình muốn làm mất dấu trừ đi thì mình sẽ xóa về vật lý này đó, thì để cho nó đơn giản cũng như thì có nhấp vào xóa. Đó, giờ sẽ mình xóa như này. Rồi sau khi mình chết xong rồi thì có thấy là thử biểu này, chúng ta sang qua cái lịch báo giảng này, bước cuối cùng lịch báo giảng này đó, rất là đẹp đó, mình cập nhật với thầy cô lớp luôn, thứ rồi buổi và lớp. Rồi cái việc bước tiếp theo là để nhập được cái lịch báo giảng này thì quý thầy cô chỉ cần bước cuối cùng là các quý thầy cô sẽ nhập cái tuần, cái tuần thì quý thầy cô không phải đánh gì cả, quý thầy cô nhấp vào chữ tuần này thì kế bên đây cái mũi tên này số xuống này, quý thầy cô chọn cái tuần thôi, nó chọn cái tuần. Ví dụ mình về tuần 10, 11 đi. Quý thầy cô khi mình nhấp vào chữ tuần này, 11 này thì cái ngày nó sẽ cập nhật với thầy cô luôn, từ ngày nào đến ngày nào, ví dụ là từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021 là cập nhật với thầy cô luôn. Vậy thì cái thầy cô chỉ cần chọn tuần là cái ngày nó sẽ cập nhật với thầy cô. Ví dụ là mình đang từ 13 đi. Đó. Đó thì là từ 13 này thì từ ngày 6 tháng 12 năm 2021 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021. Đó là cập nhật ngày cho quý thầy cô. Và quý thầy cô kéo xuống cuối cái lịch báo giảng này nó sẽ có cái ngày, nó cập nhật cho quý thầy cô ngày luôn nè, là ngày 6 tháng 12 nè năm 2021, cứ quý thầy cô khỏi phải đánh vào, khỏi phải ghi vào, và cái ngày gì của tổ trưởng đó, ngày gì của tổ trưởng rồi đây, và người báo giảng đây, đây chính là mẫu báo giảng. Đó là cái cập nhật ngày thì quý thầy cô đầu tiên phải nhập được cái tuần, quý thầy cô lên được báo giảng. Rồi cái đơn giản thứ hai nữa là quý thầy cô sẽ có được cái lịch cái lớp như thế này, thì quý thầy cô sẽ nhấp vào cái cột môn này, trước cái lớp này, và nó sẽ có một dấu bôi tên sổ xuống. Các quý thầy cô chỉ cần di chuyển và chúng ta chọn mã môn là chúng ta sẽ ra tiết mục chương trình và nội dung bài dạy hay là tên bài dạy. Thì cái vùng này các quý thầy cô lấy đâu, là lấy từ cái vùng là phân phối chương trình đó, đây vùng phân trình này, các quý thầy cô có bao nhiêu môn và tiết mục chương trình này sẽ lấy đúng như vậy đó, thì các quý thầy cô sẽ lấy từ cái vùng này. Rồi thì bây giờ chúng ta ví dụ là lớp 11, 11 thì nó là lớp 11 thì mình ký hiệu là LV đó, cái ký hiệu là LV, ví dụ cho từng ngày này theo phân phối chương trình mình đó là tiết 22, nên mình chọn là LV22 đó. Khi mình chọn được cái LV22 đó là lớp 11A10 nè, thì đây xuất hiện tiết phân phối chương trình là 22 và tên bài dạy là bài tập đó, rồi chọn tiếp. Rồi sử dụng môn tự chọn thì sao, môn tự chọn thì cái sử từng này là từng 12 mình có tự chọn 7 đó, ví dụ như là tự chọn 7 mình sẽ đây tự chọn 7 nhấp vào mình sẽ ra tiếng phương trình là tự chọn nè, tự chọn 7 nè và tên bài dạy đó, rất là nhanh chóng. Rồi 11 thì chúng ta làm tương tự, ví dụ như thế này đó, cái cô ra tới 11 thì chúng ta có thể chọn là ví dụ là L23 đó, L23. Rồi chúng ta sẽ có tiết L24 hay LV24, chỉ cần biết thì cô là lựa chọn như này là xong, rất là đơn giản nhanh chóng, chỉ cần click chọn thôi đó, LV23. Hoặc là bây giờ tự chọn, bây giờ mình tự chọn là phải tự chọn 8 đó, đó tự chọn 8, nó là như vậy. Rồi tương tự cho các cái lớp còn lại. Như vậy thì cái lớp này chúng ta nó sẽ cập nhật từ cái thảo biểu, nên cuối thầy cô không phải gõ, chỉ cần là copy dán là xong, anh rất là nhanh chóng. Rồi tương tự với lớp 10, đây khối 10 nè, 16 nè, chiều nè, tiết 2 nè, cái thực phẩm nhấp vào rồi chúng ta chọn đó, ví dụ là tự chọn là tự chọn 6 đi,
ví dụ nhấp từ chuẩn 6 nè, chọn từ chuẩn 6 nè, đó. Rồi từ chuẩn 5 đi, đó, từ chuẩn 5 ra tiếp bài tập nè. Rồi từ chuẩn 6 này chỉ cần là nhấp vào cái mũi tên sổ xuống là quý thầy cô chọn thôi, nên rất là nhanh chóng. Đó, rất là nhanh chóng. Rồi bây giờ là từ chuẩn 5 từ chuẩn 6, đó bài tập 6. Rồi tương tự. Đó, quý thầy cô có thể là đó, ví dụ như là môn vật lý 10 mình ở 15 là tiết hay 23 nè, đó bài tập nè. Rồi chọn tiếp. Bài tiết 24 chẳng hạn. Đó, mình chọn tiếp bài tiết 24. Đây. Tiết 24. Đó, tiết 24 là chuyển động nếp ngang như thế này đó. Sau khi click vô thông thì nó sẽ hiện tiết cũng có chương trình và tên và nội dung bài giải hay tên bài giải. Rồi. Đó, các thầy cô làm cho tương tự cho các cái lớp còn lại. Đó thì vào đây ngày ngày duyệt. Đó thì bản thân cảm thấy rất là nhanh chóng, chỉ cần là click chọn là xong. Rồi, sau khi mà chúng ta đã có lịch báo giảng đầy đủ như thế này rồi thì chúng ta việc cuối cùng là chúng ta chỉ cần in ra là xong. Đó, thì chúng ta thấy là in ra thì như thế nào? Thì ở đây mình chia sẻ với thầy cô là chúng ta có thể đây. Đây là cái tuần thứ 13 thì mình có thể là save thành một cái file Excel khác. Đó, cái sẽ là báo giảng nè. Đó, mình sẽ sử là báo giảng là tuần 13. Đó, thì ghi là BG 13. Rồi. Thì coi ở đây chính là báo giảng tuần thứ 13 của mình. Để mình lưu lại thì mình có thể chỉnh sửa để mình in. Thì có thể cô thấy là trong đây có những cái tiết trống nè. Đó, và khi mình nhấn vào chữ in á thì có thấy là sẽ đưa hai trang nè. Hai trang mình muốn đưa vào một trang. Nó do là có những cái buổi trống. Đó là buổi trống thì mình nè. Thì theo kinh nghiệm thì mình in như thế này, có thể xóa dòng cũng được, có thể xóa dòng. Nó có thể xóa dòng. Đó là một cách, hoặc là chúng ta có thể ẩn dòng. Đó, hoặc chúng ta dùng keo dùng người ta kéo như thế này để cho nó gây một trang nó đẹp. Đó, kéo như thế này. Đó. Rồi, vậy thì là thứ hai tôi không dạy thì chúng ta bỏ thứ hai đi. Rồi thứ tư tôi không dạy nè. Đây nhấp vào đây, ta kéo lên. Đó. Đó. Thứ tư không dạy, rồi thứ năm ta không dạy luôn thì chúng ta cứ kéo thôi. Đó, ta kéo hoặc là ta xóa cũng được. Như mình nè, đó như thế này. Đó, thứ sáu. Thứ sáu thì ta có dạy buổi chiều nên là chúng ta để nguyên như thế này. Rồi thứ bảy thì ta giữ nguyên như thế này. Rồi chúng ta sẽ xem lại. Thứ sáu chúng ta có thể là chích buổi sáng luôn. Ta kéo buổi sáng luôn này. À, như vậy thì chúng ta thấy là cái thảo biểu của chúng ta nó sẽ đơn giản. À, như vậy thì chúng ta có thể thấy là sau khi đã được ok rồi, sau khi chúng ta chỉnh những cái ngày nghỉ rồi, chúng ta sẽ coi lại cái bản in này. Đó, cảm thấy rất là ok đúng không? Nó chỉ có một trang thôi. Đó, có đầy đủ. Đó, có đầy đủ hết. Chúng ta sẽ coi lại nè. Đó. Sở trường này, lịch báo giảng là tuần 13 nè, từ ngày nào đến ngày nào nè. Rồi, ngày duyệt luôn nè, ngày duyệt có sẵn luôn nè. Rồi, duyệt của tổ trưởng nè. Rồi. Và sau đó là các quý thầy cô sẽ in ra và chúng ta sẽ lưu lại. Cái file này là cái file chúng ta sẽ lưu lại. Còn cái file gốc mà chúng ta đã nhập đó, nằm ở đây. Đây, file gốc của quý thầy cô nằm ở đây. Còn cái file gốc của thầy cô vẫn nằm ở đây. Đó, để mình có thể là gì nhập tiếp. Đó, file gốc của cô nằm ở đây. Rồi thì bản thân cảm thấy cái file Excel này rất là đơn giản và rất là nhanh chóng, thì muốn chia sẻ với thầy cô. Thì cái file Excel này mình để ở phần mô tả của thầy cô có thể tải về và chúng ta có thể là thay đổi cái phân phối chương trình. À, không có chương trình để mà chúng quý thầy cô lên lưu giống kết là nhanh chóng. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình được động lực ra những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Đăng ký kênh thì bạn nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào chuông rung để nhận được clip chia sẻ mới nhất của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn trong clip chia sẻ tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.